Xin chào mọi người. Đây là video mà mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn của tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, còn gọi là tháng Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Tý. Thì như mọi người đã biết thì tuổi Tý sẽ có những cái thiên can như vậy, đó là Giáp Tý, chữ Giáp là chữ Bính, chữ Nhâm, chữ Canh và chữ Mậu. Năm cái tuổi Tý gắn liền với cái thiên can này. Thì tại sao mà mình làm tuổi Tý đầu tiên ở trong cái tháng 5 âm lịch? Thì cơ bản như vậy, bởi vì đó là khi mà cũng khá nhiều cái ấy là Tý với Ngọ, thì xét về địa chi đây là lục xung ở trong tử vi. Về địa chi là lục xung, mà lục xung thì nó sinh ra rất là nhiều cái phiền toái cả ở trong cái gia đạo. Thường thì cái trụ địa chi nó liên quan đến gia đạo là nhiều và các mối quan hệ trong xã hội làm ăn, cho nên là từ cái địa chi này nó sẽ sinh ra rất là nhiều thứ không tốt đẹp, cho nên là mình sẽ chọn cái tuổi Tý làm đầu tiên cho cái tử vi của tháng năm âm lịch Canh Ngọ của năm Kỷ Hợi 2019. Có thể nói là mình sẽ tính những cái tuổi mà có nhiều cái điều mà không tốt đẹp nhất. Đầu tiên hết đó là phải kể đến những cái em trai em gái tuổi Giáp Tý. Tại vì sao? Vì Giáp Tý là sinh năm 1984. Xét về mạng thì các em gặp tháng Canh Ngọ này là mạng thổ, mà các em là mệnh kim, như vậy là thổ sinh kim. Như vậy mạng là được tương sinh, mà khi mạng được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh nó sẽ được sáng hơn, được hưởng lợi. Về mặt thiên can thì chữ Canh nó khắc chữ Giáp, tháng khắc thiên can bị tháng khắc. Như vậy cái trụ thiên can thường thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều đến phần công việc. Như vậy thì với cái thiên can tương khắc bị tháng thiên khắc này thì chắc chắn là công việc sẽ sinh rì rà rối rắm, nhiều vấn đề đối với người Giáp Tý. Địa chi thì Ngọ với Tý là lục xung. Người ta nói lục xung thì không những là không tốt cho gia đạo mà nó còn không tốt cho các cái mối quan hệ ngoài xã hội làm ăn, dễ gây thị phi tai tiếng đó. Rồi tiếp đến đó là các anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Người Nhâm Tý thì mệnh mộc, gặp tháng năm âm lịch này, tháng Canh Ngọ là tháng thổ, như vậy là mộc khắc thổ, như vậy là mạng khắc tháng. Cái khi mà bị tương khắc thì mạng bị tương khắc như thế này thì các phúc tinh và tài tinh sẽ không có được hưởng lợi, mà phá và bại tinh sẽ có quyền hoành hành. Trong khi là nam mạng Nhâm Tý năm nay thì không được tốt đẹp lắm ở sao mạng, như mình đã làm ở cái video cho người Nhâm Tý, vận hạn người Nhâm Tý 6 tháng đầu năm rồi, cũng như tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người Nhâm Tý. Thì sao hạn của người Nhâm Tý, nam mạng không tốt, nữ mạng mới tốt ha, nữ mạng mới thấy không. Rồi thiên can Canh Nhâm thì không xung không hợp, cho nên là cái trụ thiên can này ảnh hưởng nhiều đến công việc, thì công việc không có bị quấy phá gì, cũng tương đối đỡ đần. Tuy nhiên với cái địa chi mà Tý Ngọ là lục xung này thì nó sẽ đem đến nhiều rắc rối, báo hiệu cho các anh là vẫn phải còn nhiều rắc rối. Như vậy thì các anh các chị, nhưng mà phần lớn thì là các anh Nhâm Tý sẽ phải cẩn thận về bộ mạng của mình, vì mạng tương khắc tháng và cái địa chi lục xung, thì trong khi cái thiên can thì không phải là tương hợp, không phải là gì hết, nó chỉ là bình thường thôi, thì có hai cái xấu một cái trung bình. Như vậy thì các anh phải cần cẩn thận ha. Tiếp đến đó là các em tuổi Nhâm Tý sinh năm 1996, có thể nói đây là tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Thì nói thật sự ra như vậy nè, nếu mà xét về các cái yếu tố của tử vi tháng thì rõ ràng đây là tháng rất không tốt đối với người tuổi Bính Tý sinh năm 1996, cả nam lẫn nữ mạng. Vì sao? Vì các em là gốc là mệnh thủy, giảng hạ thủy mà, thì gặp lộ bàn thổ, gặp đất trên đường đi cắt ngang một cái con suối nhỏ thì mình gọi như là bị tương khắc mạng là như vậy. Rồi
địa chi thiên can là chữ bính của các em, nó khác chữ can, đó là thiên can khắc tháng thì công việc dễ sinh rối rắm. Tuy nhiên là dù sao đi nữa thì đây là thiên can khắc tháng, cho nên là cái công việc nó đem tới buồn phiền đồ này kia thôi, nhưng mà nếu mà tụi em nghĩ thoáng một chút thì cũng sẽ vượt qua, cũng sẽ hoặc là có khó khăn đi nữa thì các em cũng dễ dàng vượt qua nó, không chỉ đem lại buồn phiền không thoải mái thôi, chứ không phải là bế tắc ở trong công việc ha. Nếu là các em mà đi làm cái gì đó có liên quan tới ký tá sổ sách và con số thì anh sẽ phải kiểm tra rất kỹ khi làm việc ở trong tháng năm này với nhiều cái xung khắc như vậy. Địa chi Tý Ngọ là lục xung. Như vậy với người Bính Tý, sinh năm 1996 thì thiên can, địa chi và mạng đều tương khắc hết ở trong cái tháng này, cho nên có thể nói là người Bính Tý sinh năm 1996 cẩn thận ở trong cái tháng này, nhất là các em nữ. Thì vì sao mạng của các em nữ không tốt bằng các em nam ở trong năm nay ha. Có thể nói là gia đạo dễ xào xáo ha, công việc dễ rơi vô cái chuyện gặp khó khăn để gây ra cho gia đạo xào xáo, bổn mạng thì lại không được yên, cho nên là người Bính Tý thì phải cần đặc biệt cẩn trọng ở trong cái năm này nếu không muốn gặp rắc rối ha. Tiếp đến đó là người Canh Tý. Các anh các chị Canh Tý sinh năm 1960. Canh Tý thì các anh các chị nhẹ nhàng ở trong tháng này, dù rằng tháng này có địa chi lục xung. Địa chi lục xung thì có thể là con cái làm cho các anh các chị buồn phiền thôi. Nhưng xét về mạng thì là các anh các chị là mạng thổ mà, cho nên gặp thổ, tháng Canh Ngọ là tháng thổ đồng hành. Năm nay tuy là năm mộc nhưng mà là nạp âm ngũ hành là thổ, thổ sẽ vượng, cho nên là không có đến nỗi nào. Ok, thiên can thì chữ canh nó đồng hàng, Canh Tý nó đồng hàng chữ canh, cho nên là công việc cũng ok, không đến nỗi nào của đối với em vậy. Chỉ có phần địa chi là Tý Ngọ là lục xung như em đã nói ở từ đầu thì nó gây ra cho buồn phiền cho anh chị ở trong cái gia đạo ha. Lục xung thì gia đạo là chính, rồi các mối quan hệ làm ăn, thân quen của các anh chị có sẽ để tạo cho các anh chị một chút buồn phiền. Rồi người cuối cùng của tuổi Tý ở trong cái video này thì mình sẽ chọn là người Mậu Tý, tức là các em nhỏ sinh năm 2008 và nếu mà là các người lớn thì là 60 tuổi, là sinh năm 1948. Như vậy thì người Mậu Tý thì sao, như sao? Mạng xét về trụ mạng là người Mậu Tý là gốc hỏa, như mệnh hỏa gặp là tháng thổ, tức là bị sinh xuất về bổn mạng, bổn mạng có thể bị yếu, bị bệnh, đặc biệt là các bác nữ của Mậu Tý lớn, thiên can cái chữ canh gặp chữ Mậu không xung, không khắc gì hết, cho nên là công việc gì ha thì các bác này là thường là lớn quá rồi không làm việc nữa. Hai là Mậu Tý thì 2008 thì các em còn nhỏ, chưa phải làm việc, chỉ là học hành. Địa chi thì Tý Ngọ là lục xung thì chắc có thể rằng là như đã nói, các bác sẽ có chuyện, hoặc là các em nhỏ này sẽ có chuyện buồn phiền về gia đạo, về mọi thứ. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của người tuổi Tý đối với cái tháng Canh Ngọ, tháng năm âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Báo hiệu thì chắc chắn rằng đó là với cái địa chi lục xung Tý Ngọ thì tất cả các người tuổi Tý sẽ có nhiều buồn phiền cả về gia đạo cũng như các mối quan hệ làm ăn. Tuy nhiên là nếu như người xét về độ xui thì chịu nặng nề thì có thể nói là Bính Tý, Giáp Tý. Bính Tý đứng nhất, Giáp Tý đứng nhì, sau đó tới Nhâm Tý ha, còn Canh Tý và Mậu Tý thì nhẹ nhàng. Như vậy thì hy vọng với những cái chia sẻ, những cái thông tin mình đưa ra về tử vi của cái tháng Canh Ngọ sẽ giúp ích được cho đặc biệt là các em Bính Tý và Giáp Tý có được cái nhận định tốt là cái tháng này của mình như thế nào để mà mình cương nhu trong làm ăn. Rồi các anh chị Nhâm Tý, đặc biệt là các anh Nhâm Tý, các chị thì Nhâm Tý thì
do năm nay sao mạng tốt cho nên là tháng này cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên là các anh em tí thì cần cẩn thận. Rồi, rất vui vì mọi người chú ý đón xem video của mình. Nếu mọi người thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này đến với nhiều người tuổi Tý biết mà ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video mình chia sẻ về tử vi phong thủy của có thể là tuổi của bạn bè, người thân hoặc là tuổi của chính mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.